Đi bên quá đối bắc khẩu cuộc đây mẹ khu cấp ủy, chính quyền lai cấp, viết hết xã phương thị trấn để chuẩn, lù chắc các biệt theo pháp luật rút tỉnh theo quyết định số sốc bác thiếp cầu, bị thông xây linh thiếp chất của thủ tướng chính phủ, đại hiệt đẩy lê ăn đảng lân. Khuẩn, lăng lại bơn lân báo lại viết phải hiệt dù quyết định sốc bác thiếp cầu, đám mi lại ăn khảng, sang hạp, hảo lại đơn vị, lai huyền chập lại khó khăn. Do phân lưng viết quy định dù quyết định minh nhằng hạp để điều kiện ca linh. Nhân dân tại thị trấn chưa quan tâm. Tay ết cần dần do thị trấn sang coi thằng quyền cấp lợi ích cú la mới viết hiệp theo chuẩn pháp luật số này. Tay thông, lẽ cán bộ tham mưu cùng sang hiệt quá, cùng mỏ ngám lũ chắc hệt. Chưa trải qua cũng là tiếp cận ban đầu. Vài thảo bứa lại ăn sang hiệt đầy các phần tóc hiệt xong thể chế mưa xả phương thị trấn để chuẩn dung pháp luật, cấp men ở khẩu hiệt lay quan điểm, chủ trương máu của đảng, cấp nhà nước. Từ văn sò ít bướn ít bí thông xây linh thông tiếp thông, tích đánh giá mưa xả phương thị trấn để chuẩn, việc theo pháp luật, để việc theo quyết định số thông tiếp hạ của Thủ tướng Chính phủ, cấp quyết định này sẽ tối khẩu quyết định số sốc bạc thiếp cầu. Quá này góp phân hiệt theo pháp luật để đay mẹc, coi mưa môi trường pháp lý tiến bộ, dư lại huyền xả. Cái việc ban hành hai văn bản mới này là có cái việc óc văn bản mới này lấy điều kiện ngay họ bọn khỏi đã lúc đánh giá chuẩn thiệt theo pháp luật. Quá bay lên báo này khỏi nghỉ là kỹ năng cấp nghiệp vụ mà báo cáo viên ông mà họ bọn khỏi sẽ hứa bọn khỏi hiện đây nhạc việc đánh giá chuẩn pháp luật đầu giai đoạn bừng nà trong giai đoạn tới. Nóc hẳn quyết định số thông thiếp hạ sẽ chống ma cơ sở pháp lý mắn vừng họ việc đánh giá công nhận xã phương thị trấn để chuẩn theo pháp luật đầy hệt mài đảm bảo hiệu lực hiệu quả. Nhất lê xả để chuẩn theo pháp luật, nhằng lấy tiêu chí nâng đã lấy chương trình mục tiêu nước lươn, hệt bản lăng máu, từ pi thong xê linh thong thiếp ết thằng pi thong xê linh thong thiếp hạ. Sở tư pháp chúng tôi cũng cần phải có... Sở tư pháp bọn khỏi phải coi lại, nghiên cứu sau phân nướng viết, phải biên bù phân nướng văn bản quy định, mời hệt cấp xả để chuẩn, hệt theo pháp luật, chống mà ti in về hệt song thể chế văn bản, hở hạp đế ca linh. Khen hẳn, tham mưu hứa ủy ban nhân dân, bảo cấp, mi lấy cách hệt lò làng. Vậy ở khẩu hiệu đây mẹc tích xây dựng cấp xã để chuẩn pháp luật giữ tình. Chuẩn tiếp cận pháp luật ở địa phương. Cái này vậy hiệt quyết định số thông tiếp hạ, tỉnh Hà Giang đang lân cháo lái ngành, lai huyện thành phố men sắp xếp hội đồng đánh giá chuẩn hiệt theo pháp luật. Vậy ở khẩu hiệu men dù bừng nào.